Ủa, anh Cụt có cái bánh trưng từ Tết à? Không phải đâu, mấy ngày thôi nhưng mà chắc là cũng ăn được rồi. Cụt này cũng tập tuệ chơi họa mi à? Có mà, con đấy đắt lắm đấy. À, mấy tỷ ấy, phải đầu của nó xước ác ấy. Nó chim bội mới mà. Ôi dồi ôi, sắp được mù. Thôi, cái gì nó bỏ ra thế, tí là cái màu nó... Đã xước hết à? Không, nó bỏ ra đấy. Đấy, mâm cơm của anh em mình hôm nay các bạn nha, đây, sắp rồi này. Thật nhiều chưa? Lạp sóc, bịa sóc, lạp sóc, thịt gà. Chả sắn thịt của anh em mình nó thành bột vậy nhỉ. Chứ không thành miếng. Chả sắn được anh em. Đây. Rồi, thì ăn cơm anh em nhá. Rồi, bia thì anh em mình uống 2 két. Rồi, có bia. Bia vào đây. 2 két bia một két cả. Vừa mới ship tự về nha anh em nhá. Mình chơi lớn tí. Ừ. Anh em mình gọi là đây là gọi là tăng 2 đây các người nhá. Ăn cơm thì anh em mình ăn rồi, ăn cơm ở nhà rồi, gọi đây là gọi là gọi là đặc sản thôi. Làm nó ăn thì cho vào. Rồi mà thì cho thôi. Đây gọi là món tăng 2 của anh em mình. Mang chẩm chéo các anh cụ ơi. Ôi giời ơi. Xôi chấm với bịa. Ô, ông mắc cắt. Ừ, mình rồi cũng vậy. Phát ra đi. Kéo nhà nhiều nha. Đây, cho vào. Dịch đi. Đấy. Khen rồi. Bà con ma rồi đấy. Đấy, ok. Thôi. Anh em mình lên đi nhờ. Thôi. Hôm nay cảm ơn bác Khánh với bà bạn nhá. Kiếm được mùi ngon. Mai thì chắc chắn là nữa. Mai cái gì xào nhá. Mai cái xào kế xào. Xào lăn. Xào lăn. Xào lăn. Tỏi ớt. Giá cay, giá cay. Giá cay nhá. Giá cay. Nướng ra rồi. Rồi, chúc mừng nhá. Ui à. Mà ơi. Ừ, chiến đây nhờ, mời anh em đây nhờ. Mời mọi người nhá. Ôi. Rau sống anh em ạ. Này, rau này anh em mình thích ăn với thích ăn với tiết canh này. Rồi anh em lên nhá. Anh em lên đi. Ôi giời, đầu tiên làm gì làm phải chấm pịa cho anh em ạ. Đâu lắm rồi anh em mình không được cắt cơn em rắn anh em ạ. Ôi, rắn xanh năm đó. Miếng miếng bị sóc. Rồi mời anh em ơi, thiệt các bạn. Rồi, mời anh em nhá. Ui giời ơi. Ôi, mời các bác nhá, mời anh em nhá. Lên đâu mời anh em lên nhá. Mời anh em. Ừ. Bác lo lên đấy. Thử ăn pịa nào. Pịa xong anh em ạ. Em pịa. Trắng rồi. Ôi. Trắng được. Phải như cái này thôi. Ăn nó mới sướng. Chớm nó phải ngập. Mời anh em nhá. Pịa màu tím à. Lần đầu tiên được ăn pịa màu tím nè. Cái này nó mùi lắm đúng không? Với tại học quả, tại cái ăn đấy. Tại học quả sơn màu tím. Nó ăn quả nho rừng ấy. Nho đá cơ mà. Đây đúng là đồ tự nhiên nó khác. Đúng rồi, hoa quả đúng không? Đấy. Ngon rồi. Đây anh em ạ. Đấy, màu tím cho anh em thấy chưa? Đấy, mời anh em nhá. Ôi dồi ôi, một thìa pịa màu tím quá ngon. Ngon. Lên em mà em rắn xanh ra mỡ. Buộc chưa? Buộc rồi, tầm. Năng ơi. Anh. Rồi. 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 Thôi thử cái món này rắn lên nhanh nhá. À đây đây. À cái sóc của nhanh nhá này. Anh em thấy à? Đấy, đây là cho anh xem đấy. Ngon, thịt sóc anh em ạ. Đây bia bọt. Mày nhanh nhá, đây. Chơi vào hết rồi nó sạc sạc quá đấy. Tin tưởng mà sóc hết rồi. Tươi mạnh đấy. Báo đây anh em ơi. Ôi, anh em mình thôi, anh em mình lại lên bia đi nhỉ. Anh tao mở bia lên vào ơi. Thôi lên đây nha. Mời các bác nhá. Mời anh em tất cả người nhá. Ôi, hơi muộn một tí cho nên là đây nhá. Mời nhá. Rồi, mời nhá. Rồi. Chuyện thôi. Ôi mát rồi. Ngoài này uống bia là mát rồi. Đúng là xuống rồi anh em. Cũng hợp bình ác. Chiến thôi. Bên này có mắc khén anh em nhá. Mắc khén. Bát bên kia là không có. Không có mắc khén. Bên kia. Có mắc khén này là sản đấy. Yeah. Em rắn, em rắn. Đến anh em lên nhá. Rắn à. Em rắn. Rồi ôi. Chiến hết. Chiến. Sợ không có ăn thôi. Rắn. Ngon. Thôi anh em lên xạ. Làm đi. Bên này có bên kia ăn ác nhỉ. Tí có khi bên mình thừa. Mình ngon quá nhỉ. Ừ. Ôi. Lọc lọc nhỉ. Xuống anh em ạ. Xương ngon nhỉ, giòn hết. Thì canxi mà, cái xương ấy. Đúng rồi. Nó chắc mình xương, đang mình xương khớp. Chiên. Thế thì phải thêm canxi ăn, thôi. Ăn rắn vào là hết đau xương khớp mà. À. Ăn rắn bổ rắn nhỉ. Đấy, em xong rồi. Thế thì... Đấy, anh em ơi. Khó ăn vào đấy nhỉ.
đừng ăn ra được đúng không? Đấy, đừng ăn ra ăn vào nó sóc ấy. Anh em nuôi còn nhiều lắm. Nuôi còn nhiều lắm này, anh khụt còn nhiều nồi lắm. Anh em ăn thoải mái đây, thì sao? Anh khụt nồi mượn bề mấy nồi luôn. Mình hỏi là đông phố mà nào. Thôi mùi mỏng quá nào, lên bia đi. Đây. Mấy nồi sản còn nữa mà. À còn nữa. Có mấy cái nồi gì đó, ta kêu tay ta tên mà lên. Đoạn đường mà. Đây mà ra còn chuột quả. Hai con mà hai bát to rồi xong kia nó ở dưới là đúng rồi. Đấy, để đây cho dịch ra một tí cho nó con cong ra một tí. Con màu đấy. Màu nó kiểu mực cái nhỉ. Hôm nay pịa hôm nay như màu mực cái nhỉ. Hôm nay ăn như mắm tôm ấy nhỉ. Mình cứ tưởng là đang ăn mắm tôm chứ không phải ăn pịa đấy. Món này là pịa sóc à? Đó, nho dừa. Ăn nho dừa mà nó có đen thế này mà. Pịa sóc kia chấm vào nhá. Pịa chấm vào. Cho cho tia vào là hơi sai đúng không? Cho tia vào hơi sai mà như thế này. Đúng rồi, đúng này. Cân là cái rau ghém này thôi. Mấy anh em nhá. Rau ghém nhiều mà. Nhiều lắm, rau ghém nhiều lắm. Rau răm, rau húng. Rau thơm đúng không? Rau thơm đợt này trồng chưa lên mấy anh em ạ. Nó không mưa ấy. Nó đang lên rồi. Nó lên rồi, non lắm. Này. Em thơm mới hiện đấy. Em thơm mà ăn cô ở nhà chủ nhất rồi. Em thơm này, vâng em thơm rồi. Thơm chỗ anh, nhà có việc hết rồi. Mấy ông kia toàn ăn lạp anh em ạ. Lạp sống mình ăn lạp 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 chín. Rồi em tiếp nào. Nhất rắn này. Có đây đây. Ba số em ơi. Tiếp đi. Hám hết rồi, mình phát hết rồi đấy. Đỏ nó hết. Rồi nhanh hết. Phải đợi nghề hết sao mới bỏ ra bốc nhá. Bóng đó. Cắm bỏ man nửa bắp man vào. Mình thì hơi tiếc là cái thìa của anh Cùn này nó hơi thìa bé. Chi cho cái to thìa to ấy. Quấy nhỉ. Thìa to mà chơi. Cái thìa thìa này nó nằm trong mắt rồi tầm ấy. Đến ăn ha món ớn mỏ nữa. Dạ. Không có tay. Không có ấy, không có mắc khén. Mắc khén, trong mắc khén. À. Mắc khén. Đó là mắc khén. Đó là mình sẽ kết thúc video của mình tại đây nha mọi người nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp. Chào.